Dạ, em toàn hàng Nhật bãi, xin chào các bác ạ. Hôm nay em có rất nhiều hàng bãi Nhật mới về, em lên video mới để giới thiệu cho các bác ạ. Như là em có cái nồi lít 8 nhá và điện 220 các bác ạ. Có máy mài hai chiều này. Xét độc này em thanh lý cho các bác ạ. Và em có cái máy đánh máy chữ nhá, các bác mua về để sưu tầm ạ. Và em có mấy mẫu quẹt mà chữ La Mã các bác. Em có phun sơn lớn này, túi đựng đồ nghề này. Hai ba mẫu đồ gốm sứ của Nhật ạ. Và em có một cây cung nhá các bác, một cây cung siêu đẹp luôn ạ. Dao của Mỹ ạ. Một cái sáo hiệu Alot ạ. Rất nhiều mẫu kéo cắt bonsai nhá các bác. Em có rìu của Mỹ này, xẻn đa năng này, rất nhiều mẫu đồng các bác ạ. Và em có một cái eto mang cá. Đấy, eto mang cá. Một con dao chặt thép giấy xanh mài hai mặt ạ, và rất nhiều mẫu rìu này các bác. Các bác xem video của em thì cho em xin lượt like, lượt đăng ký kênh và không quên bấm vào nút chuông theo dõi để thấy em lên video được sớm hơn ạ. Xem video của em thì thích ưng ý món nào gọi điện trực tiếp vào điện thoại hoặc nhắn tin qua Zalo cho em. Hôm nay em lên là mã D nhé các bác. Hôm nay em lên là mã D ạ. Và đêm 1 của em này, em có một set giấy nhám ạ. Em có một set giấy nhám nha các bác. Đây, set đầu tiên này là có 10 tờ ạ. Độ mịn của nó là, độ thô là 800 này các bác. Còn ở trong bịch nha các bác. Set đầu tiên là 10 tờ. Set thứ hai là 6 tờ. Độ mịn lên 800. Độ thô các bác ạ. Và set thứ ba này là 10 tờ. Độ thô 150 ạ. Đường kính của nó là 250 nhé các bác. Đường kính là 250. Đây, em bỏ ra để cho các bác nhìn. Độ thô của nó là 250. Đường kính là 250. Đấy. Và 3 set nhé. 800 này, 150 này, 800. Đấy, 800, 150, 800. Ba cái này thì là D1. Em bán 180.000 nhé các bác. Còn ở trong bịch, mới chưa qua sử dụng. Tiếp theo em lên D2 ạ. Em lên D2 thì em có một cái máy mài nhé các bác. Một cái máy mài này hiệu của Ryobi này các bác. Hiệu của Ryobi này. Đó. Còn mới lắm ạ. Đây, về hình thức của nó còn như thế này là tương đối đẹp đấy các bác. Này, phần đáy là nó dưới này. Công tắc là hai chiều. Công tắc hai chiều rất là ok luôn. Cái này thì điện của nó là 110. Và công suất của nó thì là 120W. Đây, nó có này. Dây cắm thì ok luôn. Em kiểm tra hết rồi ạ. Điện 110, công suất 125W. Đây, nó có chỉ số hết ở đây rồi. Và đường kính của viên đá, đường kính qua ngang đấy ạ. Đường kính qua ngang của nó chính xác là 18 ạ. Đá độ mịn lên tới 1000 nhé các bác. Độ mịn của đá lên tới 1000. Các bác cái này thì các bác về chế để cho nước nó xuống để các bác mài, máy mài nước hai chiều. Đây, nó có công tắc hai chiều nhá. Quay này cũng được và quay thế này cũng được. Rất là ok luôn. Đá thì còn đẹp, chỉ có cấn mất một tí ở chỗ này thôi các bác. Đó. Quay hai chiều. Thì D2 của em là cái máy mài nước này là 1.200.000 nhá các bác. 2.400.000. Em xin lỗi ạ. 2.400.000. Tiếp theo em có một cái nồi cơm điện này, rất là mới luôn ạ. Nồi chưa bao giờ em thấy đẹp ạ. Như thế này. Nó có Made in Japan này. Và nó của Toshiba nhé các bác. Rất là to, nặng ạ. Nặng 7-8 cân đấy các bác. Này, nồi lít 8 của Toshiba, điện trực tiếp 220 luôn. Và em mở ra cho các bác nhìn bên trong này. Đây, đẹp quá các bác đây. Chưa bao giờ em thấy cái nồi đẹp như thế này nhá. Nó nặng này.
Đây, mới lắm ạ. Và em cũng cân cái nồi của nó không thôi, những cái lồng nồi thôi ạ. Cái lõi không mà gần 2 kg ạ. Rất là mới đẹp luôn các bác. Về phần bên trong này, em nghiêng này cho các bác nhìn này. Đấy. Chưa bao giờ em thấy đẹp này, lò cái răng nó còn xanh ngắt luôn ạ. Cái này mà còn mới á là trên mạng nó bán 15-16 triệu đấy bác. 15-16 triệu điện trực tiếp. Tức là trên mạng em đang nói nó bán 15-16 triệu điện trực tiếp 220 luôn, rất là đẹp luôn ạ. Em quay vòng tròn cái nồi cho các bác mình nhìn này. Đẹp lắm mà nó nặng nên em không xách lên được. Bác nào mua thì em sẽ cho cái clip sử dụng nhá các bác. Nó hơi có chảy xước một tí này thôi, do nó vận chuyển thôi. Nói chung là cái nồi này còn mới 90% ạ. Dây ok luôn. Rồi cái nồi này ai mua thì em cho giá nha các bác. D3 bây giờ đến D4 ạ. D4 thì em có một set độc này. Set độc này thì em bán thanh lý cho các bác nhá. Nói chung là lưỡi nhé, các bác về vệ sinh đi là mài khoảng 21-22 cây gì đấy. Cái này thì về các bác thay cái cán đi này là xài thôi ạ. Em mua này, nhưng em về em chưa kịp làm được nhá, em thanh lý cho các bác khoảng 22 cây. Này là có cây vẫn còn nguyên tem mác. Nói chung là các bác mua set độc này về thì lời lắm ạ. Về các bác vệ sinh mài đi là xài thôi. Đấy. Thì cái set độc này là em bán là D4 300.000. D4 300.000 khoảng 22 cây nhé các bác. Đầy đủ các size ở trong này. Lưỡi nào cũng nó là của Nhật hết ạ, nên là các bác về vệ sinh đi là xài thôi. Này, cây này là hiếm lắm các bác này. D4 300.000 nhé các bác. Rồi tiếp theo lên D5 ạ. D5 thì em có một cái máy tính máy chữ ngày xưa đấy ạ. Ngày xưa là chưa có vi tính là này, dùng để đánh máy chữ đấy ạ. Thì các bác nào mà muốn trưng bày á, sưu tầm ấy, thì mua cái này về coi mình sưu tầm. Nói chung là nó cũng rất là phù hợp thôi ạ. Thì D5 em bán 1 triệu ạ. Đây, D5 em bán 1 triệu. Em qua ngang chiều ngang chiều dọc cho các bác ạ. Đây, chiều ngang nó khoảng là 32 ạ. Và chiều này của nó là khoảng là 33 các bác. Nó vẫn còn nguyên này các bác. Đây, em cầm này lên cho các bác này. Đây. Không có sục sịch gì hết ạ. Coi như về mình chỉ vệ sinh là mình trưng bày thôi các bác. D5 1 triệu nhá các bác. Tiếp theo em lên D6 ạ. Tiếp theo em lên D6. D6 thì em có một cái kính lúp nhá các bác. Em có một cái kính lúp này. Cái này thì nó do nó ngoài bãi thôi các bác. Đây, các bác nhìn này. Do nó ngoài bãi thì nó hơi bị bụi bặm một tí, thì cái đường này về các bác lấy xà bông rửa đi, hoặc là nước xịt kiếng ạ. Cái phần thân của nó thì nó có hơi bị chảy xước, nhưng mà mình chỉ là cầm thôi chứ đâu nó cũng chẳng ảnh hưởng gì ạ. Thì các bác mua cái này thì về mình hàn mạch điện tử các thứ, hoặc là mình đọc sách thì rất là rõ luôn ạ. Này, rõ lắm ạ. Đấy, rõ lắm các bác. Thì D6 này em đo qua đường kính cho các bác mình nhìn ạ. Ngang là 10 nhưng mà các bác đường kính của nó 10, rất là ok luôn. Mặt trước mặt sau thì nó là bãi, ngoài bãi thì nó hơi có cấn dập một tí, nhưng nó không ảnh hưởng gì đến phần kiếng này ạ. Thì D6 này em bán 240.000 nhé các bác. 240.000 một cái kính lúp ạ. Tiếp theo lên D7 ạ. Tiếp theo em lên D7. D7 thì em có quẹt Zippo này là ngày xưa nhá các bác, mà chữ của nó là chữ La Mã. Chữ La Mã. Về hình thức của nó thì còn mới, chưa qua sử dụng. Đây, cây mã D7 này. D7 này.
Đó là Zippo này, USA này. Đấy, USA này. Đây phần đằng sau đây ạ. Còn mới ở trong hộp này nhá các bác. Chữ nổi hết này, dập nổi. Đấy, nhìn ngang đã thấy chữ rồi nhá các bác. Về phần đây, đây đó là chữ La Mã ạ. Chữ La Mã. Cây này là USA, cái này là E này. Chữ La Mã là 16 này. Đấy, USA mà Made in the USA này. E La Mã là 16 này, đời 2000 nha các bác. Cái này là sản xuất năm 2000. Thì cây này là còn mới, chưa qua sử dụng này các bác. Em giúp phần bên trong này ạ. Đây, La Mã, chữ La Mã này. Made in USA đây. Có chữ dập nổi hết lên đây ạ. Còn mới, chưa qua sử dụng. Các bác mà về là sưu tầm hoặc là làm quà tặng hay là các bác sử dụng thì rất là ok luôn ạ. Thì cây D7 này em bán 1.200.000 nhá các bác, đời 2000. Đời 2000, chữ Zippo nổi hết lên này. Rồi tiếp theo. Tiếp theo em lên là D8 ạ. Tiếp theo em lên D8. D8 thì em cũng có một cái Zippo này. Về hình thức của nó, hình thức của nó là cái này là nó có biểu tượng gì đây này các bác. Này, em để gịt này cho các bác nhìn nhá. Đấy, USA này. Hàng limited đấy ạ. Hình thức của nó là màu đen này. Này, chữ La Mã hết nhé các bác. Cây này thì là Y15 về các bác tra ra là biết là Y15 này là nó sản xuất năm 1999 nhé các bác. Năm 1999. Phần bên trong của nó đây ạ. Chữ La Mã nhé các bác. Còn mới, chưa qua sử dụng ạ. Cái này mà làm quà tặng thì rất là ok ạ. Đằng sau, mặt đằng sau này các bác chưa một vết chảy xước ạ. Thì D5 nó sản xuất năm 1999 nha các bác. Em bán 1.300.000. D8, 1.300.000. Phần đằng sau đây. Sau này tem mác là USA hết ạ. D9 ạ. Em qua D9. D9 thì D9 thì đây cũng USA. Chữ dập nổi hết này. Cạnh chữ ra được đấy các bác, chữ này, chữ nó nổi hẳn lên đấy, nó dán lại á. Về phần đằng sau đây, cây này nó còn trong bịch này các bác. Này nó có con công các bác ạ. Này. Made in USA. Cái này là D15 các bác ạ. Chữ La Mã là 15. Chữ D này. Zippo, chữ La Mã là 15. Cái này nó sản xuất năm 1999 nha các bác. Cây này thì 1.200.000 ạ. D9 1.200.000. Và tiếp theo em lên D10 ạ. Em có cái Zippo này. Đây cũng USA này. USA này, hàng limited luôn đấy các bác. Có con cá mập nó làm nổi lên này. Chữ cũng nổi hết nhá các bác. Và cái này nó sản xuất năm bao nhiêu đây ạ? Đây là hiệu Y nhá các bác. Y14 ạ. Này, chữ La Mã là 14 ạ. Chữ La Mã là 14. USA này. Hàng chất lượng luôn ạ.
Đấy, các bác tra ra là biết là nó sản xuất năm bao nhiêu nhá. Cây này thì nó cũng sản xuất năm 1998. Cái này là em bán 1.250.000. 1.250.000 D10 nhé các bác. Tiếp theo em lên D11 ạ. D11 thì em có cái đánh vảy cá bằng đồng, nó bốn hàng răng này các bác. Về phần cán của nó bằng nhựa cứng, nhựa cao cấp đấy các bác, bằng đồng, bốn hàng răng. Thì em đo chiều dài của nó đây. Cây này đẹp lắm ạ, nó rơi vào là 18 ạ. Và bản ngang qua bốn cái hàng răng này là 3.5 nhé các bác, 3.5. Một cây đánh vảy cá bằng đồng còn rất là mới ạ. D11 em bán 140.000. Tiếp theo D12 ạ. Em có một cái ống nhòm nhé các bác. Ống nhòm này, do nó ngoài bãi thì nó hơi bị chảy xước tí, hơi bị chảy xước ạ. Về phần mắt của nó thì rất là ok luôn ạ, chưa có một vết chảy xước nha các bác, nó chỉ là chảy hình thức chảy bên ngoài này thôi ạ. Đấy thì em đo qua ngang này, qua ngang này, qua ngang của cây này thì nó rơi vào là 10.5 ạ. Và chiều này của nó các bác, chiều này của nó thì 8.5 ạ. Hiệu của nó này, hiệu của nó là Vicen này, hiệu Vicen của Nhật ạ. D12 em bán 400.000. D12 400.000. Tiếp theo em lên D13 ạ. D13 thì em có một cái ống nhòm này, nó rất là gọn nhé các bác, rất là ngọ gọn. Và đặc biệt của nó là nó zoom tự động ạ. Mình chỉ đưa lên thôi là tự nó zoom giống như máy ảnh nhé các bác, rất là nét ạ. Xa được hàng ngàn mét luôn, xa ngàn mét luôn. Thì về hình thức của nó thì nó ngoài bãi thì nó hơi bị chảy xước một tí này thôi, và nó mất gãy mất cái chốt này để mình cột dây vào đấy các bác. Thì mình cột một bên này cũng được ạ, treo đeo vào tay hoặc lên cổ, đôi túi quần thì cũng vừa thôi ạ, rất là nhỏ gọn nha các bác. Cái này nó zoom tự động rất là ok. Cái này thì các bác mình đi vào rừng, đi phượt hay ra biển thì rất là ok ạ. Chiều này của nó có 8 ạ. Và em gấp lại, sát lại đây thì là nó 5.5 ạ. Đây, 5.5, hiệu hiệu của nó đây ạ. Và độ xa của nó 1.000 này. Nó zoom tự động, nó rất là ok luôn. Đấy, mắt của nó thì đây ạ, hình thức rất là đẹp luôn. Thì D13 này em bán là 550.000 nhé các bác, 550.000. Em qua D14 ạ. Em có một cái cắt móng nhé các bác. Cắt móng này thì nó còn mới ạ, nó ở trong bịch ấy, những cái bịch nó rách em bỏ, vẫn còn chưa qua sử dụng luôn. Cắt móng này, cắt móng xéo ạ. Và nó có U-ring này, U-ring hai hình người này là của Đức các bác. Cây cắt móng xéo của Đức, rất là ok luôn ạ. Thì mình có về, mình có thể mình cắt móng chân, những móng chân của các bác trai ấy, nó cứng, nó dày thì mình dùng cái này cắt rất là ok. Mình tặng cho bạn bè mình cũng được ạ. Thì cây cắt móng này là D14, em bán 140.000. Tiếp theo em lên D15 ạ. Em có một con dao gấp này, hình thức của nó đây ạ, rất là đẹp nha các bác. Mình cho vào móc khóa cũng được ạ. Về hình thức của dao đây, USA này. Thì em đo tổng chiều dài của cây này ạ. Nó rơi vào là 15 năm nhé các bác. Bản ngang của nó đây, nó 2.4 ạ. Và chiều này của lưỡi nó chỉ là 6.5 thôi ạ. Rất là gọn các bác. Này, gấp lại, mình làm cái móc khóa cũng được luôn ạ. Thì D15 em bán 150.000. Tiếp theo em lên D16 ạ. D16 thì em có một con dao hình chiếc lông vũ nhé cho các bác. Này, con dao hình lông vũ. Cái này thì các bác có thể treo vào dây lưng để khi mình đi câu, đi phượt, mình cắt dây cũng được ạ. Về hình thức của dao đây, cái này là dao bò các bác. Hình thức của dao ạ, dao nó đóng là made in Japan này. Vân của nó rất là đẹp ạ. Đấy, và nó có cái sợi dây này để cho mình, chắc là các bác để cột lại đây. Thì về phần lưỡi của nó đây, em đo phần cây này, tổng của nó là 20 và lưỡi sử dụng của nó là 11 ạ. Bản ngang của lưỡi ạ, nó là rơi vào 3.4 ạ.
vân của nó cực kỳ đẹp, chiếc dao hình lông vũ này các bác. Khi mình sử dụng xong mình cho vô này, chiếc dao rất là đẹp luôn ạ. Cái ốc này là bằng đồng hết nhá các bác, những cái chốt này đóng bằng đồng hết ạ. D16 200.000. D16 200. Tiếp theo lên D17 ạ. D17 thì hôm nay em có một cái phun sơn nhá. Phun sơn này thì phun size lớn ạ. Size lớn nhá các bác. Nó thép của nó là F75 này. Hiệu là Osaka này các bác. Về phần này là chỉnh chỉnh hơi á, chỉnh hơi, và phần này là chỉnh xăng này. Về bình này thì là 750ml ạ. Cái bình chứa này là dung tích là 750ml. Về phần đầu của nó này, đầu của béc này. Đấy. Đấy đầu của nó này các bác, bằng đồng nha các bác. Cây này còn mới lắm ạ. Made in Japan này, hiệu Osaka này. Để em mở test cái phần này cho các bác này. Bình này còn mới, chưa qua sử dụng luôn nhá các bác. Chưa qua sử dụng luôn. Dung tích là 750 ạ. Về phần sơn này mình lắp ở đây và phần này. Cây này còn rất là đẹp luôn ạ. Tương đối đẹp luôn nhá các bác. Cái D17 này em bán là 300k, một cái phun sơn size lớn. Rất là đẹp luôn ạ. D17 300k nha các bác. Em qua D18 ạ. Em có một cái túi này trèo lên độ cao, nó bằng da nha các bác, còn mới ở trong cái bịch này ạ. Da. Da này da thiệt nhá các bác, da thiệt. Chữ dập nổi hết ạ, và những cái ốc này là bằng đồng hết ạ, đồng thau. Còn nguyên tem mác này các bác. Phần đằng sau này nó bằng nỉ ạ. Phần đằng sau bằng nỉ. Và nó có hai bên này để cho các bác luồn dây, cái dây bảo hộ để treo lên độ cao đấy. Cái này thì các bác có thể đựng kìm, búa đinh, các thứ mình trèo lên mái nhà hay là trên cột điện ạ. Thì cái này nó rơi vào là 33 chiều dài nhá các bác. Và bản ngang đây, bản ngang nó rơi vào khoảng 25-26 ạ. Còn mới, chưa qua sử dụng, bằng da xịn luôn ạ. Cái này còn mới lắm các bác, chưa qua sử dụng. Thì D18 này em bán là 450.000. D18 450.000 nha các bác. Em qua D19 ạ. D19 thì hôm nay em lại về được một cái set đĩa này, nó rất là đẹp luôn các bác. Set đĩa này rất là đẹp này. Cho mình là 5 cái nĩa này, để mình chắc là mình ăn thịt bò, bít tết các thứ hay các bác. Về phần thân của nó này, nó là tha thép, theo là thép không gỉ hết ạ. Cái tay cầm nó bằng gỗ ạ. Cái này chưa qua sử dụng nha các bác, chưa qua sử dụng, còn mới ở trong hộp ạ. Cây nào cũng có 5 cái đĩa ạ. Và có mộc triện hết luôn nha các bác. Mộc triện hết luôn. Hình thức là hoa rất là đẹp ạ, hoa cúc. Hoa này là hoa cúc ạ. Màu thì cũng rất là đẹp luôn. Thì em đo chiều dài của nó đây. Nó rơi vào là 22 ạ. Và bản ngang của nó là 15 năm. Nó sâu khoảng 2 cm mấy đấy nha các bác. 5 cái còn mới, chưa qua sử dụng. Thêm một set này nữa luôn, 5 cái. 5 cái nha các bác. Ồ. Thì set này là D19, em bán là 400.000. 400.000 D19. Em qua D20 ạ. D20 để em có một set đĩa này các bác. Ô, để em nói lại set này nha các bác. Set này là nó bị bể mất một cái rồi các bác ạ. Bẻ mất một cái rồi, em làm em vận chuyển về nhà bẻ mất rồi. Thì tính 4 cái đi. 400. Em tính 300.000 nhá. 320.000 đi, cái set này đi các bác. 4 cái mấy cái này nhá là 320.000. 320.000. Nó bẻ mất một cái rồi, không nên là 400 mấy ạ. Rồi, D20. D20 thì em có 5 chiếc đĩa này.
Màu cái này thì nó có hình chú tiểu này. Đấy, màu sắc của nó là màu xanh ạ. 5 cái còn trong hộp. Thì qua ngang của nó là 16 ạ. 16 và nó sâu khoảng 3 cm 5 nhá các bác. 3 cm 5. Em bán 220.000 và set kia là 320.000. Nó bị vỡ mất một cái là còn 320 nhá các bác. Rồi tiếp theo em lên D21 ạ. 21 thì em về được một cây cung cực kỳ đẹp luôn ạ. Cây này thì nó có giá trị sưu tầm nhá các bác. Này, có chữ này các bác. Bằng đồng ạ. Bằng đồng nhá các bác. Đẹp lắm ạ. Và hai đầu này là đầu rồng ạ. Về phần là đằng lông này ấy, thì là nó là bằng thép cứng ạ, thì nó mới có sự đàn hồi nhá các bác. Đây đầu rồng đây ạ. Cây này nó dài khoảng 1m2 ạ. Và lông này là lông thiệt nhá các bác. Lông thiệt. Lông thiệt rất là mềm đẹp ạ. Đây. Và cái dây này thì ở ngoài bãi thì các bác nói là người thì bỏ bằng gân con gì hoặc là bằng ruột con mèo ấy ạ. Chính xác là ruột mèo ấy các bác. Đấy, người thì bảo này, người thì bảo thế kia. Đấy, đầu rồng. Cái này thì nó có rất là có giá trị sưu tầm các bác. Các bác nào mua thì liên hệ với em chốt giá nha. Cây cung cực kỳ đẹp luôn ạ. Sưu tầm. Về phần này là đồng, còn hai phần này là thép luôn, thép cứng ạ. Đầu rồng. Cây này cực kỳ đẹp luôn ạ. Bác nào mua thì em cho giá nha. D21. Về phần cái phần mũi tên của nó đây. Thì nó là thép từ đây đến đây ạ. Và nó hàn hai cái đầu, cái đuôi này bằng đồng và cái đầu mũi tên này cũng bằng đồng luôn. Về thân chiều dài của cây này thì nó khoảng độ 65 đấy các bác. Chiều dài của mũi tên này nó khoảng 65 ạ. Cây cung này rất có giá trị nha các bác, sưu tầm. Bác nào mua thì liên hệ với em. Và tiếp theo em lên D22 ạ. Em có một cái cặp tròn nhá các bác. Một cặp tròn ạ. D22 thì em có một cái cặp tròn nhìn miệng của nó này, rất là khít luôn ạ. Đấy. Về phần tay cầm của nó là thép rèn nhá, thép rèn nguyên rèn luôn đấy ạ. Cây này rất là xịn sò luôn, chưa bao giờ em gặp cây lớn này nhá các bác. Thì chiều dài của cây này nó rơi vào là 36 ạ. Rơi vào 36. Miệng của nó rất là khít ạ. Thì D22 này em bán 800k. D22 800k. Tiếp theo em lên D23 ạ. Em có một cây rút IV ạ. Cây rút IV này các bác. Phần này là nó đủ hết này. Và phần đầu nó đây ạ. Hiệu của nó là hiệu con tôm nhá các bác. Lotter này là hiệu con tôm. Về phần tay cầm của nó. Phần tay cầm của nó thì có cái chốt đây. Nó còn liền lạc nhá các bác, chưa có rách dưới gì hết ạ. Và lớp sơn mạ thì hơi có bong chóc một ít thôi ạ. Hiệu Lotter. Thì cái cây này là D23 em bán 380.000 nhá các bác. D23 380.000. Nó rơi vào khoảng là 33 cm ạ, khoảng 33 cm. 380.000. Tiếp theo lên D24 ạ. D24 thì em về được một con dao này của Mỹ ạ, của quân đội Mỹ nhá các bác. Cực kỳ đẹp luôn ạ. Thì phần thứ nhất là nó cho mình một cái cọng dây này để cho các bác mình đeo vào bụng ấy ạ. Đeo vào bụng cái này thì mình nới ra tùy theo bụng to bụng nhỏ nhá các bác. Và nó có phần này để đóng ra đóng vào đây. Cái chốt của nó đây. Các bác đeo vào dao luôn ạ. Cực kỳ đẹp luôn ạ. USA này. Phần lưỡi của nó này. Lưỡi như lưỡi tàn tô ấy các bác. Tay cầm cực kỳ luôn này. Cây này đẹp lắm ạ. Phần này là mình làm cưa được ạ. Đấy, lưỡi của nó này. Trong này là cái vỏ của nó, vỏ nhựa các bác ạ. Vỏ nhựa. Dây của nó này, kết này các bác. Thì em đo tổng chiều dài của cây này ạ. Tổng chiều dài của nó rơi vào là 32 năm ạ. Và lưỡi của nó là 19 nhá các bác. Lưỡi của nó 19. Bản ngang của lưỡi là 3.5 ạ.
bản ngang là 3.5 và chiều dày này, chiều dày của dao này rất là dày luôn ạ. 4.89 ạ. 4.89 này, em quay cận cho các bác nhìn này. Đây nó có cái logo ở đây nữa luôn này các bác. USA lưỡi này. Lưỡi tăm tô á các bác, kiểu như vậy á, rất là đẹp luôn ạ. Nằm trong cái vỏ này, vỏ của nó đây các bác. Cây này cực kỳ đẹp luôn ạ. Đây, chỗ này thì các bác luồn vào dây này, cái dây mà đeo vào bụng này ạ. À, thì D24 này em bán là 850.000 nha các bác. 850.000 cộng dây này đeo vào bụng luôn. À, em qua D25 ạ. Em có một cây sáo hiệu của Alot ạ. À, cây này thì đây. Về phần bên trong của nó đây. Nó cũng có một cái này là để mình vệ sinh sáo này. Có cây này để mình vệ sinh bên trong này, hiệu Alot này. Có tượng trưng một người thổi sáo này, chữ Nhật hết luôn nhá các bác. Có tiền yên luôn này. Về phần thân sáo ạ. Thân sáo thì là nó có bị chảy xước này, nó bị có vết vết mờ thôi các bác, do nó vận chuyển thôi ạ. Do vận chuyển và nó cũng có 5 lỗ ạ. 1, 2, 3, 4, 5 6 ạ. Cái lỗ này nữa là 6 nhá các bác. Hiệu Alot. Đấy. Này là thân này, cái này để đứng này các bác. Trên thân này thì nó có hơi mấy vết nó mờ mờ chày này, các bác nhìn thấy không? Đây, nó chỉ thế thôi ạ. Nhưng mà nó còn mới ở trong hộp. Hiệu của Alot. Thì cây Yamaha em bán là 308, còn cây này là 306 ạ, hiệu Alot 360 nha các bác. D25. Tiếp theo em lên D26 ạ. Em về được một cây kéo cắt vải nha các bác. Size lớn ạ. Cây này thì cái ốc của nó bằng đồng này các bác. À, phần tay cầm nó là lớp sơn mạ màu đen nhá. Rồi phần mũi nó cực kỳ khít luôn này. Đấy, khít ra tận mũi ạ. Cây này còn mới nhá các bác. À, made in Japan này. Thì em đo tổng chiều dài ạ. Cây này size lớn nó rơi vào là 31 đó các bác. Rơi vào 31, phần lưỡi của nó là 15 ạ. Lưỡi sử dụng 15. Để các bác mình về mình xài cắt vải rồi quần áo các thứ gia đình ạ. Hoặc là mình tặng cho bạn bè người thân mình mà làm may rất là ok luôn nhá các bác. D26 220.000. Tiếp theo em lên D27 ạ. D27 thì em có một cái đập đá này các bác. Đây, hiệu của nó để Taki này. Tay cầm của nó còn rất là mới luôn ạ. Này, phần này nó là thép hay là gang các bác, rất là nặng luôn ạ. Thì em đo chiều dài của nó đây. Chiều dài của nó rơi vào 31 ạ. Này, 31. Thì cây này là D27 em bán 180.000 ạ. 180.000. Em qua D28 ạ. 28 thì em có mấy cái đầu vít nhá các bác. Trên thân cây của nó là đều có chữ hết luôn nhá. Trên thân cây là đóng made in Japan hết ạ. Cây nào cũng đóng hết ạ. 4 cây, 4 cái đầu này ạ. Em bán là D28 90.000, 4 cái đầu này. Em qua D29 ạ. D29 thì em có một cây kéo tỉa nha các bác. Cây kéo tỉa. Cây này là còn đẹp lắm ạ. Đây, nó có ốc bằng đồng này và có chữ Nhật đóng này các bác, chữ Nhật đóng trên thân này, lớp sơn mạ nó còn rất là mới ạ. Vẫn còn đen đen mới này nha các bác. Thì tổng chiều dài cây này nó 21 ạ. Và lưỡi sử dụng của nó là gần 6 cm nhé các bác. Một cây kéo tỉa rất là mới, rất là đẹp luôn ạ. Cây này thì cắt giấy ok luôn nhé các bác. Kìa, cắt giấy còn được này. Chứ phải cắt là cái tỉa lá. Thì cây này là D29 em bán là 200.000 ạ. Em qua D30 ạ. Em có một cây kéo bướm ạ. Cây kéo bướm này thì ốc nó cũng ốc đồng này các bác. Về phần lớp sơn mạ còn rất là mới luôn ạ. Thì em đo tổng chiều dài của cây này nó rơi cũng rơi vào 21 và lưỡi sử dụng nó là 6.5 ạ.
D30 em bán 200.000. D30 200.000. Em qua D31 ạ. D31 thì em có một cây kéo cắt cành. Phần chốt của nó này. Chốt gài nhá các bác. Và lò xo chữ V. Cây này là dáng chữ A này. Size lớn ạ. Cây này thì rất là đẹp ạ, chữ nó này, chữ đóng trên mặt này. Về phần lưỡi thì dày đầy nhá các bác. Phần lưỡi vẫn còn đầy sắc bén ạ. Thì cây này size của nó là nó rơi vào là 20 nhá. D31 350.000. Về các bác là mài lại đi là xài thôi ạ. Phần lưỡi của nó này không có răm mẻ gì hết ạ. 350.000. Tiếp theo em lên D32 ạ. D32 thì cây này cũng chốt gài của nó này. Lò xo của nó cực kỳ chắc này các bác. Và chữ đóng trên bề mặt này. Phần lưỡi của nó này các bác. Không có răm mẻ gì hết ạ. Thì em đo tổng chiều dài của cây này, nó cũng rơi vào là 21 rồi ạ. Dáng nó đẹp không các bác. D32 380.000. Tiếp theo em lên D33 ạ. D33 thì em có một cây cắt cành này, hiệu của RS ạ. Trên ốc nó cũng đóng RS này. Về phần này đây các bác. Phần này này, chữ ở đây này. Made in Japan này. Đây cũng RS này. Kéo mà hiệu của RS là ok lắm các bác. Made in Japan này. Em đo tổng chiều dài của cây này ạ. Nó rơi vào 20 nhá các bác. Rơi vào 20. Tay cầm của nó thì còn mới ạ. Mới lắm ạ. Này, cây này rất là đẹp luôn. Một cây kéo cắt cành này. Dáng của nó rất là đẹp. Trên ốc cũng RS luôn ạ. Thì D33 này em bán là 320.000. D33 là 320.000. Em qua D34 ạ. Em có một cây kéo bếp nha các bác. Cây kéo bếp này. Đẹp không ạ? Da ban này. Chất thép của nó là SK5 ạ. Thì em đo tổng chiều dài của cây này ạ. Nó rơi vào là 23 nhé các bác. Mình cắt hành, cắt đồ ăn chín rất là ok luôn. Để trong bếp là sạch sẽ ạ. 150.000 D34 ạ. Tiếp theo em lên D35 nhé các bác. D35 thì em có một xếp đục này. Đục này đục lớn ạ. 5 cây đục này. 5 cây đục này em thử cân xem nó là bao nhiêu này. Size lớn ạ. Nó khoảng 1,5 kg rồi các bác. Khoảng 1,5 kg. Về phần chốt của nó này. Rất là đẹp luôn ạ. Cây nào cũng có mộc triện này. Chữ đóng trên hết ạ. Này cây này này. Xét này đẹp lắm các bác. Cây này còn mới cứng luôn ạ. Thì em đo phần lưỡi của từng cây một ạ. Cây lớn nhất nhá các bác. Nó là 4.2 ạ. Cây thứ hai ạ. 3 sen ạ. Cây thứ ba đúng 2 sen ạ. Và cây thứ tư ạ. Cây thứ tư là 1.5 ạ. Và dáng của nó này các bác. Cây này này, dáng của nó đây ạ. Rất là đẹp luôn chữ này. Thì em đo cây này thì là nó khoảng 1.2 ạ. Khoảng 1.2. 5 cây 1,5 kg các bác. Set này em bán 400 ạ. 400.000 5 cây. Tiếp theo em lên D33 ạ. D36 ạ. Em có một cặp này. Cái này về phần hình thức của nó. Cây này thì chữ trên cán này. Tay cầm của nó rất là đẹp luôn ạ. Giống như là bàn chân đấy nha các bác. Đấy. Về phần lưỡi của nó này. Đẹp lắm ạ. Cặp này rất là đẹp mà độc luôn nhá các bác. Thì em đo chiều dài của cây này đây. Nó rơi vào là 30 ạ. Và phần lưỡi của nó là 2.4 nhá các bác. Còn cây này ạ. Cây này thì chiều dài của nó 31 ạ. Lưỡi 2.5 ạ. Lưỡi của nó 2.5.
một cặp D36 em bán 400.000. Tiếp theo em lên D37 ạ. D37 thì em có một cây cưa lọng. Này, lưỡi của nó đây ạ. Về phần tay cầm của nó này các bác, nó có chữ trên tay cầm này. Thì em đo qua phần này của nó đây ạ. Nó rơi vào là 28 năm nha các bác, 28 năm. Về phần này thì nó khoảng là 12 năm ạ. Có da ban này các bác. Đấy, cây này là D37 em bán 100.000. Tiếp theo em lên D38 ạ. D38 thì nó là cái thùng đồ nghề để em nói sau nhé các bác. D39 ạ. D39 thì em có một cái rìu này các bác. Lớp sơn mạ nó còn nguyên ạ. Đây về phần đầu của nó đây ạ. Đầu đóng. Cây này thì nó nặng đây, nặng khoảng hơn 2 kg ạ. Về vền bản lưỡi chiều dài của nó là gần 21 ạ. Và qua ngang của nó là rơi vào là 22 ạ. 60. Nó khoảng là 80 ạ. Tay cầm của nó này các bác cực kỳ đẹp luôn. Cây này là đẹp lắm ạ. Đẹp lắm ạ. Thì D39 này em bán 700.000. Cái gì Mỹ nha các bác, 700.000. Tiếp theo lên D40 ạ. Em có một cây cán nha các bác. Vân của nó này. Vân của nó đẹp lắm ạ. Có một dòng chữ số này rất rõ ràng luôn ạ. Vân cực kỳ đẹp. Thì cây này là D40 em bán 380.000. Tiếp theo lên D41 ạ. Em có cặp cán rất là đẹp luôn ạ. D41 này thì cái cán này thì lại nói chung là như là gỗ, nó là history nhưng mà bên mình nó nặng, cầm nó rất là nặng mà nó đẹp luôn ạ. Đẹp lắm ạ. Thì em cũng nói luôn này, em có một cái lưỡi. Em có một cái lưỡi này. Đây nó là True Temper này. Cái này của Mỹ, lớp sơn mạ còn nguyên, cây này mới lắm các bác, đẹp ạ. Và nó có USA này. Này USA này, cái này là của thành phố Mỹ nào đấy. Đấy về các bác dịch ra là nó ra phần lưỡi của nó này các bác. Thì cây này nó nặng là ký 6, ký 7 đấy. Em bán 1.800.000. Em cũng nói là ví dụ bác nào mà mua một cặp thì em bán cho là 2 triệu. Em tính 2 triệu. Còn mua lẻ này thì cái cán này vẫn phải 400 ạ. Đây, cái lưỡi dìu này. Cây này đẹp lắm các bác. D42 1.800.000. Tiếp theo em lên D43. Em có một cái lưỡi này, lưỡi nhỏ nha các bác. Size nó size dài này. Dáng dài đẹp lắm ạ. Đây, nó dài khoảng là 16 năm nha các bác. Và bản ngang của lưỡi đây, nó gần 9 ạ. Cây này cũng rất là đẹp luôn. Đây nó có cái logo của con phượng hoàng lửa này các bác. Nó lớp chìm dưới lớp sơn này. Đấy, nó có logo con phượng hoàng lửa. Thì cây này nó nặng 1 kg ạ. D43 em bán 400.000. D43 400.000. Tiếp theo lên D44 ạ. D44 thì em có một cây nậy. Cây nậy này thì nó còn mới chưa qua sử dụng ạ. Về phần nhổ đinh này, cái đầu nảy này còn mới ạ. Thì cây này là em bán là 200.000 nhé các bác. 200.000, em để thước cho các bác nhìn thấy ạ. Nó rơi vào là 47 ạ. 46, 47 nhé các bác. 200.000. Tiếp theo em lên D45 ạ. Em có một cây cuốc này. Đầu đóng của nó này. Chưa có chảy xước ạ. Còn rất là mới luôn. Về phần thân nó cũng rất là đẹp luôn này các bác. Nó lại thêm một cái móc này nhớ các bác. Đấy, có một cái dây dù ạ. Thì cây này em đo tổng chiều dài của cây này ạ. Nó rơi vào là 31 các bác. Rơi vào 31 và phần lưỡi của nó đây. Nó rơi vào 4 cm ạ. D45 em bán 250.000. D45 250.000.
Tiếp theo lên D46 ạ. Hôm nay em lại có một cây xẻn đa năng nhá các bác. Cây xẻn đa năng nó còn đây, các bác mà lấy mà để lên xe hơi hoặc là đi vào rừng đi phượt mình rất là cần đấy các bác ạ. Khi xe mình có sự cố nhá. Về phần này nó là răng cưa này các bác, phần này này rất là bén luôn ạ. Và những này là nó có thể bẻ được này, cho sắt vào bẻ này, nậy này, làm xẻn nhá các bác, siết chặt là làm xẻn. Và mình siết kiểu này thì lại mình làm cuốc được ạ. Rất là cần mình để lên xe hơi đấy các bác. Đấy, siết chặt này là ta làm cái cuốc này, rất là chặt luôn đấy. Đấy, siết như này là làm cái cuốc. Và nó cho thêm mấy khúc đấy các bác, nó nối được 4 khúc ạ. Về các bác tháo ra để cho vào ba lô thì đây, nó có phần này để cho các bác phá kiếng được. Có thể xe mình gặp sự cố là mình phá kiếng nha các bác. Đấy, nó có một cục đá này là đánh lửa được nha các bác. Khi mà mình vào rừng mình không có lửa thì đánh lửa được này. Gọi là đa năng rồi các bác. Đấy, mình siết lại. Và đây lại có một cái dao này. Phần bên này là cưa này. Đấy, về là các bác ráp lại nhé các bác. Xoay nó lại ạ. Đây, nó là như thế này đây. Các bác xoay lại là thành. Đấy. Này, cán nó dài khoảng 80 á các bác. Thì em đo cái lưỡi của nó ạ. Đo chiều dài của lưỡi, bản ngang của lưỡi đây. Nó rơi vào 12 nhé các bác. Về phần lưỡi chiều dài của nó là 17 ạ. Rất là tiện luôn ạ. Khi mà mình vào rừng đi xe đường dài các thứ mình có phải cần cái này nhé các bác. Đấy, mình siết lại này lại là cái xẻn luôn ạ. Đấy, siết như này lại là cái xẻn nhé các bác. 4 khúc ạ. Có đá, có dao, có cây để phá kiếng luôn nha các bác. Thì cây xẻn đa năng này là D46, em bán 380.000. Tiếp theo em lên D47 ạ. Em có một cái cưa này của hãng Tajima, còn mới ở trong bịch. Tajima là hàng hiệu của Nhật rồi các bác. Nó có, đây, nó còn phần cán nó rất là mới đây. Về các bác mở ra ráp lại, nó có chỗ nút gập luôn ạ. Cái rãnh này là để gập vào ạ. Trên thân cây là cũng có Tajima luôn ạ. Thì D47 này là em bán 280.000 nhá, cái cưa này nhá các bác. 280.000. 280.000 cưa D47. Rồi D48 ạ, em có một cái mở ống nước ạ. Size của nó là 280 của hãng Top ạ. Của hãng Top. Made in Japan này. Về phần răng lợi của nó này, nó hơi có cấn một tí thôi nhưng mà nó vẫn rất là khít luôn các bác. Cây này còn mới ạ. Mới chưa qua sử dụng đâu các bác. Thì nó mở tối đa là nó phải đến đây này. Em đo thử này, đến đây này. Nó rơi vào khoảng 11 đấy các bác, mở tối đa được ống 11 ạ. Hoạt động bình thường nhé các bác. Rất là ok. Của hãng Top này là ngon lắm ạ. Thì D48 này em bán 220.000. Em qua D49 ạ. Em có một cái kẹp mỏ hàn ạ. Nó còn mới ở trong bịch này nhé các bác. Còn mới ạ. Trong này là có một miếng lá đồng với một cây lục giác để cho các bác mở nhé. Cây lục giác. Về phần này đồng không ạ, rất là dẫn, rất là nhanh nhé các bác. Phần răng của nó này, răng kẹp của nó này còn rất là đẹp luôn ạ. Lớp sơn mạ của nó màu này ạ. Và tay cầm của nó chưa có chảy xước gì nhá. D49 em bán 230.000. Cây này còn mới ạ, trong bài hộp luôn. Thì nó dài khoảng là 25 đấy các bác. Em đặt thước để các bác nhìn thấy á. Phần kẹp còn rất là đẹp luôn này. Đồng không á các bác. D49 230.000. Em qua D45 ạ. D50 ạ. Em có một cái kìm bấm ạ, kìm chết đấy các bác.
hiệu của nó là Cambodia ạ. Thì răng lợi của nó này, cây này thì cũng còn tương đối đẹp ạ. Em đo chiều này của nó là 23, rơi vào 23, D50 120.000 ạ. Em qua D51 ạ. D51 thì em có một cây đe bằng đồng nhá các bác, cây đe bằng đồng và một cái búa đồng, đồng nguyên chất luôn đấy ạ. Và nó nặng khoảng hơn 1 kg ạ, kilo 1, kilo 2 á. Có chữ dập nổi này các bác. Thì em đo chiều này, chiều dài đến tận mũi đe đấy ạ, nó rơi vào là 12 năm ạ. Và bản ngang của nó là 4.5 ạ. Chiều cao là 6 cm nhé các bác. Chiều cao là 6 cm, nặng hơn 1 kg. Thêm một cái búa đồng. Các bác mình có thể sưu tầm hoặc là về xài cái gì cũng được ạ. Nó nặng, nó bằng đồng nguyên chất luôn ạ. Thì D51 này em bán là 800.000. Một cây đe bằng đồng ạ. Tiếp theo em lên D52 ạ. Em có một cái cảo sen nhá các bác. Cảo sen. Cây này thì cũng rất là đẹp ạ. Hoạt động bình thường nhá các bác. Thì cây này là D52 em bán 100.000. Tiếp theo em lên D53 ạ. D53 thì em có một con dao này của Ý ạ. Về phần này là của nó đây. Này là dao thật ạ. Dao thật luôn nhá các bác. Này cái ốc của nó bằng đồng thiệt ạ. Italy này là của Ý ạ. Và phần này là răng cưa nhá các bác. Tay cầm của nó cực kỳ đẹp luôn ạ. Thì em đo tổng chiều dài của cây này nó rơi vào 23 năm ạ. Và phần lưỡi của nó là 11 nhá các bác. Bản ngang của nó là 3.8 ạ. Thì cây này nó dày, em đo xem chiều dày nó bao nhiêu ạ. Em đo chiều dày của cây dao này đây ạ. Nó gần là 5 ly nhé các bác. Gầy gần 5 ly luôn. Đây. 4.45 ạ. Nó dày 4.45. Cây dao của Ý này, cán của nó này, phun cán luôn. Đây, em quay gần để cho các bác mình nhìn này, lưỡi của nó này. Đẹp lắm ạ. Chữ Italy này các bác. Phần lưỡi của nó là đây, Italy này. Rất là đẹp luôn ạ. Trên vỏ da bò này nó cũng lập giật luôn này các bác, Italy luôn này. Cây này thì các bác sưu tầm hoặc là đi phượt, đi chơi. Đây, phần này thì mình luồn vào dây lưng này. Thì D53 này em bán là 880.000, D53 880. Tiếp theo em lên D54 ạ, em có một cây rũa kim cương. Có da ban này. Thì em đo tổng chiều dài của cây này ạ. Nó rơi vào là 27 ạ. Phần lưỡi của nó là 16 nha các bác. Phần lưỡi của nó 16, rất là nhám luôn. Các bác có thể làm rũa được hoặc là liếc dao. D54 em bán 150. Tiếp theo em lên D55 ạ. D55 thì em có một cây bộ vít này. Hiệu của da ban này các bác. Các bác này có thể về sửa chữa. Những cái vít này là để mình sửa chữa các mạch điện tử hoặc là điện thoại, đồng hồ, rất là ok luôn ạ. Nó đủ các đầu, đầu bông, đầu sao, đầu cộng, đầu trừ đầy đủ ạ. Có 24 các loại đầu và nó có một cái này để cho các bác mình cái cần đây ạ. Ví dụ lấy một cái ra. Đấy, mình lắp vào mình mở. Đầu bông bấy xíu ạ. Thì bộ này em bán 100.000 thôi các bác. Bộ này em bán 100.000, bộ đầu vít này. D55 100 ạ. Tiếp theo lên D56 ạ. D56 em có một cục đá mài hiệu của con tôm ạ. Đây, chuyên mài dao, nó có hình mài dao đây ạ.
nó còn nằm trong hộp này nhá các bác, nằm trong hộp, nó có hình con tôm ạ. Độ mịn nó lên tới 1000 nhá các bác, lên tới 1000. Và cái đế này bằng nhựa, nhựa cao cấp ạ. Nó 4 nút cao su này để các bác đẩy nó không có trơn trượt ạ. Nó có một cục đá thô nhá các bác. Độ mịn này lên tới 1000. Thì em đo chiều dài của cây đá này nó rơi vào là 17 năm ạ. Và bản ngang của nó là 5.5. Chiều cao á, chiều cao cả nhựa luôn ấy, nó là 3 sen ạ. Thì đá chắc được khoảng là 2 sen nhé các bác. Thì cục đá này là D56, em bán 320.000. D56 320.000. Còn mới ở trong hộp ạ. Tiếp theo em lên D57 ạ. D57 thì em có một cục đá này. Độ mịn của nó là bên mịn là 8.000 và bên thô là 3.000. Thì cục đá này nó cũng có một cái đế để cho mình đẩy nó không có trơn trượt nhá. Chiều dài của cục đá nó rơi vào là gần 18 ạ. Bản ngang của nó là 6 sen ạ. Và chiều cao cả đế luôn nhá là 2.6. D57 em bán 140.000. Tiếp theo em lên D58 ạ. D58 thì em có một cây trúc thủy hiệu của Tajima, cũng nổi tiếng của Nhật rồi ạ. Và nó có 3 đồng hồ cân nước ạ. Đồng hồ đứng này, ngang này và chéo ạ. Nó hiệu của Tajima thì rất là ok luôn rồi các bác. Nó tổng chiều dài của nó là 16 năm ạ. 16 năm và nó có nam châm cực kỳ hút luôn ạ. Nó nam châm như thế này nó mới chính xác cho các bác mình thợ hồ, hoặc là khi mình căng chỉ mình làm mái nhà, lập ngói đó các bác. Đấy, xây cột rất là ok luôn. Thì D58 này em bán là 320.000 ạ. Một cái đồng hồ có 3 mắt luôn. D59 ạ. Em có một bộ khóa nha các bác. Bộ khóa này nó có 5 cây. 5 cây thì cây thứ nhất là nó 14 ạ. Và cây nhỏ là 8. Là 8. Thép của nó là CRV này các bác. CRV, một miệng mở và một miệng đầu tiếp còn đắt léo nhé các bác. Các bác mà sửa xe mà có bộ này là ok lắm ạ. 5 cây ạ. Thì D59 em bán là 300.000 5 cây. Đấy, em tiếp em lên D60 ạ. D60 thì em có một cái rìu nhé các bác. Này, nó có logo của Nhật này. Đấy, về phần lưỡi của nó, phần cán đầu nêm này nó nêm rất là chắc luôn ạ. Tay cầm thì đẹp lắm ạ. Đấy, thì em đo tổng chiều dài của cây này. Tổng chiều dài của cây này thì nó rơi vào là 38 các bác. Chiều dài là 11 ạ. Và bản ngang của lưỡi đây, bản ngang của lưỡi cũng 11 luôn ạ. Lưỡi của nó này không có răm mẻ gì hết ạ. Lưỡi cực kỳ đẹp luôn. Có mộc của Nhật đây ạ. Thì cây này D60 em bán 350.000. Tiếp theo em lên D61 ạ. D61 thì em có một cây rìu này nhá các bác. Này, cái lưỡi nó còn có miếng này nó đậy lại đây ạ. Về phần tay cầm của nó cực kỳ đẹp luôn. Đầu đóng này. Các bác mình về sưu tầm hoặc là mình bỏ những củi nhỏ hoặc là mình chặt cái gì cũng được ạ. Thì em đo tổng chiều dài của cây này. Nó rơi vào là 37 nhá các bác. Rơi vào 37. Phần đầu đóng của nó đây ạ. Chiều dài của lưỡi là 13. Và bản ngang của lưỡi nó rơi vào là 8 ạ. Thì cây này em bán là D61 350 nhá các bác. D61 350. Em qua D62 ạ. Em cũng có một cây này dáng nó đẹp không các bác này. Dáng cực kỳ đẹp, nó còn có cái dây này. Đấy, phần này nó làm đẹp lắm ạ. Đầu của nó đây. Thì em đo tổng chiều dài của cây này. Tổng chiều dài cả cán nó rơi vào là 47 ạ. Rơi vào 47 ấy. Về phần bản ngang của lưỡi nó rơi vào gần 8 chấm đi. Chiều dài của nó là 12 năm ạ. Thì cây này là em bán 480.000. D62 480.000. Tiếp theo em lên D63 ạ.
D63 thì em có một cây này. Đây. Nó có USA này, USAM này các bác. Về phần này nó làm vân nó kiểu này chứ không phải là bị mộc nhá các bác. Vân nó làm kiểu này, thép rèn mà các bác. Nó làm cái vân rất là hay luôn ạ. Này. Đấy, cái vân của nó cực kỳ đẹp mà đặc biệt cái cán này các bác. Cán chất lượng không ạ? Có USA nó mờ này các bác. Đấy. Về phần đầu đóng này, nó làm vân kiểu này nhé các bác, làm vân kiểu này rất đặc biệt luôn ạ. Thì em đo tổng chiều dài của cây này, nó rơi vào 36 ạ. Chiều dài của lưỡi nó là 12 năm ạ. Và bảng ngang của lưỡi đây, nó rơi vào 7.5 ạ. Rơi vào 7.5. Đây nó làm dáng. Cái cán này thì em chưa bao giờ em thấy đẹp này ạ. Đầu nêm của nó này, đổ này các bác. Thì cây này là D63 em bán 600k nha. Phần lưỡi của nó này cực kỳ sắc bén luôn. 600k. Tiếp theo lên D D64 ạ. Là cây này là Broom ạ. Này, nó có Broom này. Đầu bi này và đầu gò, đầu đóng của nó đây ạ. Keo nó đổ này các bác. Cán cực kỳ đẹp luôn. Thì em đo chiều dài của nó là 30 ạ, và qua hai bên đầu đây nó là 10 nhá. Đường kính của cái đầu đóng này các bác 3 cm ạ, rất là đẹp luôn ạ. D64 400k này, có Broom này, 400k. Tiếp theo em lên D65 ạ. D65 thì em có một cái búa này bằng 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 đồng các bác. Cây này của Mỹ ạ. Về phần đầu đóng của nó đây, nó hơi bị cấn một tí chỗ này thôi ạ. Và đầu gò đây. Cây này thì là cái cán của nó là cán gỗ Hickory này các bác. Cán của nó là cán của Mỹ luôn đấy ạ. Này. Về các bác nêm lại ạ. Các bác cưa bớt cái này đi là đóng nêm lại là rất là chắc luôn. Cắt bớt cái phần này đi xong đóng nêm và đóng mấy cái đinh lại ạ. Tay cầm của nó cực kỳ đẹp luôn không? Này, phần chữ của nó này. Chữ đóng trên búa này. Phần này đóng nổi này. Thì em đo cái phần mà nó qua ngang hai đầu đây. Nó rơi vào 10 ạ. Và cái cán này này, em đặt lên để cho các bác nhìn này. Rất là đẹp luôn ạ. Thì cái D65 này em bán 550.000 nha các bác. Búa đồng 550.000, các bác sưu tầm thì rất là ok luôn ạ. D56 ạ, 66 ạ. Em có một con lưỡi dao này made in Japan này. Cây này thì các bác có thể cắt được những tảng thịt lớn hoặc là con cá ngừ bự ạ. Con cá ngừ bự là các bác cắt rất là ok. Thì phần lưỡi của nó này, lưỡi của nó dài 27 ạ, và cả cán của nó là 42 năm nhé các bác. Em qua ngang bản lưỡi của nó là 3.5 ạ. Và chiều dày này các bác, chiều dày nó rơi vào 3.18. Con dao này là lưỡi dài, nó rất là hiếm luôn các bác. Các bác lạng cá rồi là cắt những tảng thịt đông lớn đấy các bác. D65 à 66 340.000. Tiếp theo em lên D67 ạ. D67 thì em có một cây dao chặt, nó còn mới này các bác, mài hai mặt ạ. Nó có cái logo này của Nhật này. Bên này là đóng chữ thép giấy xanh ạ. Chữ này chữ thép giấy xanh nhá các bác. Còn mới ạ, lớp sơn mạ rất là đẹp này, còn tem mát, tay cầm còn đẹp ạ. Thép giấy xanh thì mà lưỡi dao mài hai mặt nó không bao giờ gặp đâu, rất là hiếm luôn các bác. Chiều dài của nó là 41 năm ạ. 41 năm. Và chiều dài của lưỡi sử dụng đây, nó rơi vào là 12 ạ. Bản ngang là 7.4 ạ. Chiều dày của dao này các bác 8.56. Một cây dao rất là hiếm luôn ạ. Về phần sống của nó chưa có cấn dập gì này các bác. Đóng chữ thép giấy xanh. Thì D67 này em bán 850.000.
D68 ạ. D68 thì cái phần cái rìu này rất là đẹp luôn ạ. Made in Japan này. Thì em đo tổng chiều dài của cây này ạ. Nó rơi vào là 26 nha các bác. Chiều dài của lưỡi là bản ngang của lưỡi nó là 12 ạ và chiều dài là 13 nhé các bác. Lưỡi cực kỳ này. Lưỡi cực kỳ luôn. Thì cây này là D68 em bán 280.000. Tiếp theo em lên D69 ạ. D69 thì em có một con dao này. Tay cầm của nó đây ạ. Về phần này răng cưa ạ. Đấy, mài của nó đây. Lưỡi của nó cực kỳ đẹp luôn ạ. Thì em đo tổng chiều dài của cây này. Nó rơi vào là 305 ạ. Lưỡi sử dụng 14 năm. Và bản ngang của lưỡi là 3.5 ạ. Bản ngang của lưỡi là 3.5 và chiều dày của nó là 4.84 ạ. Thì cây này là D69. Em bán 280.000. Em qua D670 ạ. Em có một con dao này. Vân của nó là vân lưỡi kiếm ấy, vân hamon đấy các bác. Cực kỳ sắc bén luôn ạ. Cái này là nguyên một cái sừng nhá các bác. Nguyên một cái sừng luôn. Và khâu đồng. Lưỡi thì lưỡi hamon ạ. Thì em đo tổng chiều dài của cây này. Nó rơi vào là 29 ạ. Và lưỡi của nó là 17 nhé các bác. Bản ngang của lưỡi đây nó là 2.4 ạ. Chiều dày đây. Chiều dày là 4.32 ạ. Vân hamon nhá, vân kiếm với các bác. Cây này 1.400.000. 1.400.000. Cực kỳ đẹp luôn ạ. 1.400.000. Tiếp theo em lên D71 ạ. Em có một cái dao chặt đây. Tay cầm của nó mới khâu này là đúc liền nhá các bác, đúc liền đấy ạ. Đấy. Cây này là đúc liền, mài hai mặt. Thì em đo tổng chiều dài ạ. Nó rơi vào là 29 ạ. Bản ngang của nó là 9. Chiều dày của lưỡi đây, chiều dài là 18 ạ. Và con dao này nó dày khoảng là 3.57 ạ. Cái này thì có thể mình vừa thái ạ, vừa thái vừa chặt được luôn ạ. Thái chặt theo quay các thứ ạ, rất là ok luôn. D71 em bán 350.000 ạ. Tiếp theo lên D72 ạ. D72 thì em có một cái lưỡi dao nhé các bác. Cái này nó nặng 1 kg 1 ạ. Này chữ của nó đây. Và nó rất nhiều chữ đóng này các bác. Rất nhiều chữ nhật đóng này. Nó là dòng thép này, thép không rỉ các bác. Thép không rỉ mà dao chặt nó rất là hiếm luôn ạ. Thì cây này nó nặng 1 kg 1. Thì em đo chiều tổng chiều dài của nó đây ạ. Nó rơi vào là 32 ạ. Và chiều dài của lưỡi đây nó 23. Bản ngang của nó là 8 ạ. Và chiều dày của dao, có dao này rất là nặng luôn. 11.92 ạ. Rất là đẹp luôn ạ, nó là thép trắng. Thép không rỉ ấy, các bác. Thì cây này là 1.500.000 nhá. D72 1.500.000. Các bác mua về làm cán thì xài thì thiên thu luôn ạ. Em qua D73. D73 thì em có một cặp phôi nhá. Chữ đóng này. Một cặp này. Em đo tổng chiều dài của nó đây, nó rơi vào là 29 ạ. Và chiều dài của lưỡi đây nó là 17 năm các bác. Bản ngang của nó là bản ngang chỗ lớn nhất ấy là 4 sen đấy ạ. Cái phôi dao này thì em đo chiều dày của nó đây, em có một cặp ạ. 2.22 ạ. Về các bác mài đi thì lắp cán vào thì xài thì rất là chất lượng luôn ạ. 200.000 một cái nhá các bác. 200.000 hai cái. 200.000 hai cái phôi. Về các bác mài đi là thợ mài đi là xài ok lắm ạ. Rồi D74 ạ. D74 thì em có một cái lưỡi kiếm nhá các bác. Chữ này, chữ nhật này. Về phần lưỡi của nó này. Thì em đo tổng chiều dài của cây này ạ.
hết cán luôn là 33 và phần lưỡi của nó là 18 nha các bác. Bản ngang của nó là 3 sen ạ. Này giày này các bác. Giày là 5.63. Này, giày 5.63 mi. Chữ cực kỳ đẹp luôn này. Chữ này là chữ kiếm đấy các bác. Đấy. Thì cây này em bán là 980.000. 980.000. Rồi tiếp theo em lên D80 ạ. Em có một cái chuông đồng. Cái này là nó hở đồng luôn ạ. Hở nguyên đồng luôn. Thì em đo qua chiều chiều ngang của nó rơi vào là 8 ạ. Và nó cao khoảng là 4.2, 4.3 gì đấy ạ. Cây này là các bác mình dùng vào ngày rằm mùng 1 trong gia đình ạ. Tiếng kêu rất là đặc biệt luôn nhé các bác. Thì ở D80 này em bán 200.000. D80 200.000. Rồi tiếp theo D76 ạ. D76. Em có một con trâu này. Con trâu này bằng đồng ạ. Một khối đồng luôn các bác. Nó đặc luôn ạ. Và nó nặng là 2,7 kg. Đây, dáng con trâu nằm các bác ạ. Đuôi nó này. Và trên hàng lông mao trên này nó đục nhát đục rất là đẹp luôn ạ. Lớp sơn mạ màu da trâu nhá các bác. Đồng nguyên khối luôn. Này em cà thử này, đồng này các bác. Mặt trâu rất là đẹp luôn ạ. Nó làm xoáy sức rõ ràng sừng này, hai tai này. Nói chung là trâu này rất có hồn luôn nhá các bác. Nó nặng 2,7 kg. Thì D76 này là 2.500.000. 2.500.000. Bác nào tuổi trâu thì mua về hoặc là mình sưu tầm. Để bàn chân có móng miếc là đàng hoàng ạ. Rất là có hồn luôn nhá các bác. Nặng 2,7 kg, cực kỳ đẹp luôn đấy. Đẹp lắm ạ. 2.500.000 nhé các bác. Rồi em lên D75 ạ. D75 thì em có một cặp bánh xe này các bác. Cặp bánh xe này. Bánh xe đôi thì nó rất là hiếm ạ. Nó bền nhé các bác. Và cái bát của nó này. Cái này thì là ký hiệu của nó là HG50 ạ. Nó có ngọn núi Phú Sĩ này các bác. Ngọn núi Phú Sĩ. Thì em đo tổng chiều dài, chiều cao á, chiều cao từ bánh lên đến cái bát ấy, nó rơi vào là 8.5 nhá, 8.4 các bác ạ. Bạc đạn quay hết ạ, 360 độ luôn. Bát rất là dày dặn, hình vuông ạ. Em đặt lên để cho các bác nhìn cái bát của nó đây. Nó rơi vào là 6.2 nhá, hình vuông. Thì bộ này là D7, em bán 320.000. 320.000 một bộ bánh xe. Rồi tiếp theo em lên đây. Em có một cái chuông cái sông trầm các bác. Cái này thì nó hở đồng luôn ạ. Hở đồng không có lớp sơn mạ, cái này còn mới lắm ạ. Và nó có hình con tề hưu này các bác. Hình con tề hưu. Cái sông trầm này họa tiết của nó rất là đẹp luôn ạ. Tề hưu cũng rất là đẹp luôn. Thì cái sông trầm này là D77 em bán 450.000. Này nó có 3 chân này. 450.000 nhá các bác. Tiếp theo em lên D78 ạ. D78 em cũng có một cái sông trầm nó hình này. Đấy, đẹp lắm ạ. Và nó có 4 đế nhá, có mộc triện này. Bằng đồng nguyên chất luôn ạ. Đấy. Rất là đẹp luôn. Thì em đo qua ngang phần chiều dài đây, nó rơi vào là 7.5 ạ. Và chiều ngang của nó là 5.5 nhá các bác. Tổng chiều cao này, tổng chiều cao là khoảng 6 cm ạ. Bốn cái chân nó là có đầu rồng hết luôn này các bác. D78 này em bán là 580.000. D78 580. Em qua D79 ạ. Em có cái gì? Có cái sông trầm này. Trên này là nó có con chim ạ.
Và lớp sơn mạ của nó màu này nha các bác, họa tiết của nó này. Cái này là đỉnh lắm ạ. Phần trong này rất là đẹp luôn. Thì em đo qua cái hình này này, cái miệng của nó này, miệng của nó này lục giác ạ. Và chiều cao của riêng cái này không thôi ạ, nó là 7.5 ạ. Qua ngang miệng của nó là 7 cm nhé các bác. Nó có cái nắp đậy này, trông đẹp lắm ạ. Thì D79 này 600.000, một cái sông trầm. Cái này thì các bác để lên bàn thờ, mình bẻ trầm vào mình thắp lên thì là nó rất là thơm, ngào ngạt luôn đấy ạ. Và cái chân của nó là có đầu rồng hết luôn này các bác. Chắc cái phần này, chữ này nó nổi nhất này là quay ra đấy ạ. Chữ nổi nhất này là quay ra này. Đấy, đẹp lắm ạ. 600k nha các bác. Tiếp theo em lên đây. Một cặp bà bình bông ạ. Đây là bình bông nhé các bác. Nó nặng khoảng 2kg hơn ạ. Họa tiết của nó này, nó là đồng nguyên chất luôn ạ. Lớp sơn mạ của nó màu này ạ. Đấy, đẹp lắm ạ. Một cặp nhé các bác. Họa tiết giống như nhau ạ. Nếu mà mua được cặp nó rất là khó các bác. Hàng bãi mà mua cặp được là nó rất là khó ạ. Qua ngang miệng của nó là 10cm ạ. Và nó chiều cao của nó là 14 ạ. Cái đáy của nó đây, cái đáy của nó là 7cm ạ. Và nó có mộc triện hết này các bác. Đấy, mộc triện này. Thì cặp này em bán là 1.1 triệu ạ. 1.1 triệu. 81, 1.1 triệu. Tiếp theo là D82 ạ. D82 thì em có một cặp này, nó hở đồng luôn các bác. Họa tiết của nó cực kỳ đẹp không? Có hai quay này, hai bên. Và cũng có mộc triện luôn này. Hở đồng luôn ạ. Thì em đo qua ngang một cái nha các bác. Qua ngang chiều cao này. Chiều cao của nó rơi vào 11 ạ. Và qua ngang của nó là 7.5 ạ. Cái đáy của nó này, đáy nó là 5cm ạ. Cặp này cũng đẹp lắm các bác. D82 680.000. Tiếp theo em lên D83 ạ. D83 thì em có một cái eto ạ. Eto thì hình thức của nó thì nó có hơi bị cấn một tí ở trên cái hàm này thôi, chứ nó không có ảnh hưởng gì bên trong cái răng của nó này các bác. Để em mở rộng cho các bác nhìn. Đây. Cái răng bên trong này không có chảy xước gì hết nhá, nó chỉ có cấn một tí ở phần này thôi, không có ảnh hưởng gì đến ạ. Và phần đế của nó có bốn cái, có hai cái lỗ này để mình bắt vít vào bàn này. Đấy, mình kẹp ấy. Thì cây này nó nặng 9kg này. Cái hàm nó tối đa là 8 này. Đấy, còn mở ngang thì để đây. Mở ngang cái cốt của nó đây các bác. Cây này là của Mỹ ạ. Cái tô này của Mỹ nha các bác. Này, chữ này các bác. Chữ của nó này. Không có cấn dập một tí nào ở đâu, có sứt nứt một tí nào ở đâu ạ. Nó có là chữ đóng nổi này. Cây này thì em cũng ít gặp lắm ạ. Từ ngày bán giờ bây giờ mới thấy cây này đấy các bác. Thì cây này là D83, 1.600.000 nha các bác. Của Mỹ ạ. Tiếp theo em lên D84 này ạ. 84 này thì em có một cây eto mang cá. Eto nó giống cái mang cá các bác. Nó xoay này. Về phần đế nó xoay này. Cây này thì cũng rất là ok luôn đấy ạ. Lớp sơn mạ của nó thì nó hơi bong chóc một tí, nhưng về phần hàm của nó này không có một cấn dập gì hết ạ. Và hiệu của nó đây nhé các bác. Đặc biệt là cái đế của nó quay tròn đằng này. Cái hàm của nó là 7.5 và nó kẹp tối đa là được 12 ạ. Cây này nó nặng 5,5 kg ạ. Đấy, em quay. Cây này là siết lại là nó không quay này các bác, là cứng này. Còn mình bỏ ra là xoay đế được này. Đấy.
Cái này siết lại là không có quay nữa nhá. Này cái răng của nó này. Cây này cực kỳ đẹp luôn ạ. Thì D84 này em bán 1.500.000. 1.500.000. Hàm 7.5 kẹp tối đa 12. Cây của Mỹ này thì là 1.600.000. 1.600.000 nha các bác. Và em có một cái thùng đồ nghề này các bác. Em có một cái thùng đồ nghề này. Nó dài là 35 và nó ngang là 22, cao 16. Nó có một cái tay cầm này các bác. Về phần khóa là có một cái khóa và nó bị cấn mất một tí ở đây. Nó bằng thép, có cái logo của Nhật đóng này các bác. Nó bằng thép ạ. Về phần bên trong này em mở ra cho các bác mình nhìn đây ạ. Phần bên trong đẹp không ạ? Vẫn mới nha. Rất nhiều ngăn này để các bác đựng các đầu vít ạ. Và phần dưới này thì mình để được đồ rất là nhiều nhá các bác. Đó, còn mới như thế này đây ạ. Đấy. Rất là đẹp luôn ạ. Đằng sau, đằng trước này. Cái này là hai người đứng lên cũng không việc gì hết ạ. Nó chỉ chảy xước bên ngoài, cấn móp một ít thôi. Nhưng mà các bác xài cái này thì thiên thu luôn. Cực kỳ không các bác? Này nó có logo của Nhật này các bác. Một khóa. Tay cầm ok. Thì D38 này em bán là 350.000 nha các bác. Dài 35, ngang 22, cao 16. Và em có một set mũi khoan này các bác. Chân mũi này. Cây nào cũng còn mới nhưng do nó ngoài bãi thôi. Em lựa cây mũi nào cũng mới chưa qua sử dụng hết ạ. Cây nào cũng đẹp lắm ạ. Một set này là em bán là 200.000 nha các bác, rất là nhiều.